là về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Có ai biết Ba Đầu Ma Thắng nghĩa là gì không? Ba đầu ma là hồng liên hoa, tức là hoa sen màu đỏ, thắng nghĩa là trội hơn, vượt bực. Vậy hoa sen màu đỏ thì nổi bật hơn hẳn các hoa sen khác, trội hơn cả hoa sen màu vàng, hoa sen màu trắng, hoa sen màu xanh. Màu đỏ là màu tối thắng, nổi bật nhất trong các màu sắc, cho nên gọi là ba đầu ma thắng. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai này thoáng qua lỗ tai, người đó sẽ được 1000 lần sanh trong lục dục thiên, huống chi là chí tâm xưng niệm. Lục dục thiên là gì? Đó là 6 tầng trời ở cõi dục giới: trời Tứ Thiên Vương, trời Đau Lợi, trời Dạ Ma, trời Đau Súc, trời Quá Lạc và trời Tha Quá Tự Tại. Thiên ma thì cư ngụ ở cõi trời Tha Quá Tự Tại. Chỉ nghe danh hiệu của Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai thoáng qua lỗ tai mà đã có được công đức lớn lao dừng ấy, thì huống chi là chính mình chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài. Công đức này hẳn càng to lớn hơn nữa. Hôm nay giảng đến danh hiệu của Đức Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như vậy là mọi người trong giảng đường này, ai nấy đều được nghe danh hiệu của Ngài thoáng qua lỗ tai cả rồi. Thổi xưa có một người nọ đến chùa Ba La Đề Mộc Xoa, thấy cây Amala trổ hoa màu vàng kim rất đẹp, bèn hái một đóa mang đến trước tượng của Đức Phật Thích Ca. Nhận thấy pho tượng Phật vô cùng di diệu, viên mãn, người ấy liền đem đóa hoa vừa hái cúng dường trước tượng Phật. Sau đó, người ấy đi hỏi một cụ già: "Thưa cụ, ta đem đóa hoa Amala cúng dường cho Đức Phật, thế thì tôi có được bao nhiêu công đức?" Cụ già trả lời: "Ồ, điều này thì tôi không biết, ông nên đi hỏi các vị xuất gia thì hơn." Người ấy bèn đi hỏi một thầy tỳ kheo rằng: "Bạch thầy, con đem đóa hoa Amala đến cúng Phật, vậy công đức cúng hoa ấy như thế nào?" Thầy tỳ kheo đáp: "Ồ, điều này tôi không được rõ, ông phải đi hỏi những vị tu thiền định đã chứng đắc quả vị A-la-hán, chỉ những vị ấy mới có thể trả lời cho ông được." Thế là người ấy lại đi tìm gặp một vị đã chứng quả A-la-hán và hỏi rằng: "Bạch ngài, con đem đóa hoa Amala đến cúng Phật, công đức ấy rộng lớn như thế nào, ngài có thể nói cho con rõ chăng?" Vị A-la-hán đáp: "Hãy chờ ta quan sát xem. Với công đức này, suốt trong 8 vạn đại kiếp, ông sẽ được hưởng vô tận phước báo, không thể nào tính đếm rõ ràng được. Còn ngoài 8 vạn đại kiếp như thế nào, tôi đây cũng không thể rõ biết, ông phải thỉnh vấn Đức Phật mới biết được." Người ấy bèn đi hỏi Phật, Phật bảo rằng: "Công đức này nhiều đến vô cùng vô tận, có thể choáng đầy cả hư không và bao trùm khắp cả pháp giới." Người ấy đem một đóa hoa cúng dường cho Phật thì được hưởng phước báo to lớn như thế. Còn chúng ta được nghe danh hiệu của Phật thoáng qua lỗ tai mà thôi, thì cũng có thể được 1000 lần sanh về 6 tầng trời cõi dục. Công đức này thật không thể nghĩ bàn. Ha ha ha, 闻三摩地所